Triển lãm Semicon Taiwan 2020 về vật liệu bán dẫn và những công nghệ khác do Đài Loan sản xuất khai trương tại Đài Bắc ngày 23 tháng 9, trong lúc Mỹ tìm cách cấm các công ty cung cấp tiếp liệu cho những công ty Trung Quốc như Huawei. Triển lãm kéo dài cho đến ngày thứ Sáu 25 tháng 9 và bao gồm những sản phẩm từ trí tuệ nhân tạo cho đến công nghệ 5G, theo truyền thông địa phương. Đài Loan là nơi tọa lạc hãng sản xuất vật liệu bán dẫn lớn nhất thế giới mang tên Taiwan Semiconductor Manufacturing. Mỹ xem những công ty công nghệ Trung Quốc là nguy cơ an ninh và đã xúc tiến việc ngăn các công ty này tiếp cận những loại chip tiên tiến, trong đó có chip từ Đài Loan. Về phần mình, Trung Quốc đã nỗ lực khuyến khích phát triển những công ty của họ như SMIC 0981.HK, tức nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc, và dần bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp Mỹ.